Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, hôm nay là buổi sáng vào lúc 9:35 ngày 26 tháng 9 năm 2024. Và để mở đầu video buổi sáng ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu vực Chợ Lớn, quận 5, Sài Gòn. Mình đang đứng ngay cái góc công viên Thăng Long, ngay cái trên đường Hải Thượng Lãn Ông các anh chị. Còn hướng đi thẳng trước màn hình các anh chị là chúng ta sẽ ra Bùng Binh Châu Văn Liêm, con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa đó các anh chị, ra Bưu Điện Chợ Lớn quận 5. Còn hướng chiều ngược lại bên kia đường, ở bên trái màn hình các anh chị là hướng ra đường Lê Quang Sung, con đường Trương Tấn Bủ ngày xưa, ra ngay cái bến xe Chợ Lớn và chợ Bình Tây. Còn bên phải màn hình các anh chị là đường Gò Công, cái hướng đi ra đường Phan Văn Khỏe, Bậy Sậy, ra ngay cái kênh Hàng Bàng đang giải tỏa đó các anh chị. Các video trước mình có quay ngay cái kênh Hàng Bàng này, và cũng là cái hướng đi thẳng á, là sẽ ra cái bến Lê Quang Liêm ngày xưa, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Và trong cái video buổi sáng ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục cập nhật cuộc sống Sài Gòn ngày nay tại khu vực Chợ Lớn. Chúng ta sẽ đến thăm một cái bến xe đò, bến xe Chợ Lớn huyền thoại ngày ấy các anh chị. Bến xe này có rất là lâu rồi, có trước năm 75 rồi các anh chị. Và đặc biệt là cũng thể theo yêu cầu của một quý khán giả yêu quý của kênh, một chú tên gì thì mình cũng quên rồi, mình cũng xin lỗi chú. Hôm nay là thực hiện theo yêu cầu của chú là mình cũng quay cái bến xe Chợ Lớn gửi đến chú và cũng như là quý khán giả của kênh. Chúng ta sẽ cập nhật một vòng cái khu vực bến xe. Nếu vào bên trong quay được thì mình sẽ vào bên trong quay bến xe luôn nha các anh chị. Đó, đây là ngay cái công viên Thăng Long. Công viên Thăng Long là nằm ngay cái khu vực Chợ Lớn quận 5 các anh chị. Đó, bên kia đường là cái đường Trang Tử, còn bên cái hướng mình đang đứng bên đây là thuộc cái đường Hải Thượng Lãn Ông. Đi qua cái đường Lê Quang Sung là thuộc cái khu vực Chợ Lớn quận 6 các anh chị. Mình sẽ đi đi qua ngay cái bên kia đường, ngay cái đường Trang Tử. Mình đi vòng để ra cái bến xe Chợ Lớn nha các anh chị. Và hôm nay mình cũng rất là vui các anh chị, thực hiện theo yêu cầu của chú, quay ngay cái bến xe huyền thoại, bến xe Chợ Lớn. Và để khích lệ tinh thần mình, và cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nếu quý cô chú anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh. Và nhớ là bật chuông thông báo nha quý cô chú anh chị, để khi kênh Lưu Bình Vlog có video mới nhất, quý cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận cái thông báo xem video sớm. Và trước màn hình các anh chị bên kia đường là đường Học Lạc, một cái đường bán thuốc lá lớn nhất Sài Gòn hiện nay các anh chị. Đi thẳng ra đường là chúng ta sẽ ra ngay cái nhà thờ Cha Tam, ra cái đường Đồng Khánh, chợ Vải, xóm Kình Lâm. Còn cái đường gần màn hình các anh chị, cái đường này là đường Trang Tử, đường Trang Tử các anh chị. Nói đến cái khu vực Chợ Lớn thì chắc đa số quý cô chú anh chị đã sinh sống tại Sài Gòn cũng biết cái khu vực Chợ Lớn là một cái địa danh rất là nổi tiếng từ xưa cho đến nay tại Sài Gòn, là một nơi mà buôn có bạn, bán có phường, rất là nhộn nhịp các anh chị. Đối với các chợ truyền thống ở Sài Gòn thì mình thấy là ở Chợ Lớn là nơi mà nhộn nhịp nhất Sài Gòn,
tập trung khá là nhiều cái chợ sỉ và lẻ như là chợ Bình Tây, chợ An Đông quận 5, chợ Kim Biên, buôn bán rất là tấp nập. Những cái hình ảnh lên hàng, xuống hàng, giao hàng, nhận hàng diễn ra phải nói rất là nhộn nhịp. Chúng ta sẽ đi thẳng ở trên cái đường Trang Tử này. Ngay cái công viên Thăng Long này là có một cái hồ nước các anh chị. Có một cái con rồng rất là đẹp. Cái hướng cái đầu là hướng quay về cái khu vực chợ lớn quận 5. Một cái phong thủy. Ngày xưa các anh chị mình nghĩ là chắc phong thủy. Mình cứ đi dài ở trên cái đường Trang Tử này là chúng ta sẽ đến ngay cái đường Lê Quang Sung, con đường Trương Tấn Bửu ngày xưa. Hôm nay Sài Gòn thời tiết cũng rất là đẹp các anh chị. Nắng, trời trong xanh, chiều chiều thì trời mưa. Đó, đây là ngay cái góc mũi tàu đường Trang Tử nè các anh chị. Bên tay phải, cái đường nhỏ bên tay phải màn hình các anh chị đi thẳng ra là ra ngay cái đường Phú Hữu. Ra ngay cái cửa sau bến xe chợ lớn. Mình sẽ đi thẳng ở trên cái đường Trang Tử này. Đối với bến xe chợ lớn, không biết là quý cô chú anh chị như thế nào thì mình không biết. Nhưng đối với mình là cũng rất là kỷ niệm các anh chị. Bởi vì là bến xe chợ lớn này là cũng bình ngày trước đó các anh chị, thập niên khoảng 80 mấy 90 đó. Lúc đó mình còn nhỏ các anh chị, mình cũng hay đi cái bến xe chợ lớn này. Ngày trước là thì gọi là xe đò, rồi bến xe đò các anh chị, đi là đi xe đò. Còn ngày nay thì các anh chị theo thời gian thì cái tiếng nó cũng thay đổi đi. Ngày nay thì gọi là xe khách hoặc là xe buýt. Và trước màn hình các anh chị, đây là ngã tư đường Trang Tử và đường Ngô Nhân Tịnh. Ngô Nhân Tịnh này ngày trước là cũng hay gọi là đường Ba Ly Cao đó các anh chị. Ở bên kia đường là đường Lê Quang Sung. Ở bên kia là thuộc cái khu vực chợ lớn quận 6 và cũng là ngay cái bến xe chợ lớn các anh chị. Con đường ngang là đường Ngô Nhân Tịnh, ở ngày trước là cầu Ba Ly Cao. Bởi vì ở trên cái đường Ngô Nhân Tịnh này, ở bên tay trái màn hình các anh chị đây, ngày trước là có một cây cầu Ba Ly Cao các anh chị, ngày xưa đó. Mình sẽ đi theo cái cặp theo cái mé công viên này. Ở ngay cái chỗ này là không biết quý cô chú anh chị nào đã từng sinh sống hoặc là đã đi đi cái xe đò ở bến xe chợ lớn này thì các anh chị sẽ nhận ra ngay cái khu vực này. Ở đây mình thấy có một chú đang ngồi ở trên một cái chiếc xe xích lô. Ở chiếc xe xích lô huyền thoại ở Sài Gòn các anh chị, chú đang đọc báo. Hiện nay thì xích lô là không có cho phép chạy trong thành phố Sài Gòn nữa các anh chị, trong nội thành. Nhưng gần đây thì mình vẫn thấy, lâu lâu thì vẫn thấy một chiếc xe, hai chiếc xe xích lô. Rồi, trước màn hình các anh chị, bên tay phải là đường Tháp 10. Đường Tháp 10 là ngay cái chợ Bình Tây. Đó, còn bên kia đường đó các anh chị, con đường Ngô Nhân Tịnh này đi thẳng qua bên kia đường á, ngày trước là có cây cầu Ba Ly Cao. Cho nên là ngày trước là cũng hay gọi cái đường này là đường Ba Ly Cao. Và ngay cái đoạn này ở bên kia đường, ở ngày trước là quy một cái dãy xe lam đậu ngay chỗ này rất là nhiều các anh chị, rất là đông. Không biết là quý cô chú anh chị đã đi xe lam ngày trước chưa. Đó, quy một dãy luôn. Ngay góc này là ngay cái cây xăng vẫn còn. Đó, ngay cái chỗ mà bán những cái đồ nhựa đó các anh chị, đó quy một dãy hàng xe lam. Ở đây là ngay cái bãi xe lam các anh chị. Ở đi xe lam ngày trước cũng vui lắm. Bên trong ngồi hai bên đầy rồi là đu phía sau các anh chị. Và rất là nguy hiểm. Ngày nay thì các anh chị biết rồi, xe
xe hơi rồi xe du lịch, xe khách là đi là đủ theo cái số lượng các anh chị. Đi mà dư là sẽ bị phạt. Ở đây có chú là đang ngồi đọc báo các anh chị. Cái hình ảnh là các anh chị nhớ lại ngày trước. Khu vực ở xung quanh đây là cũng xe xích lô rất là nhiều. Bởi vì là ngay cái bến xe Chợ Lớn các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến ngay cái khu vực bến xe Chợ Lớn nha các anh chị. Nghe đây là có bán những cái dây thun, dây gàng đồ đó các anh chị, dây thun. Đó, ngay cái khu vực này cũng bán nhiều lắm. Chúng ta sẽ di chuyển đến ngay cái khu vực bến xe Chợ Lớn để coi vào bên trong quay được hay không. Nếu mà vào bảo vệ cho vào quay thì mình sẽ quay. Còn nếu không thì mình sẽ đi ở vòng ngoài. Mình sẽ đi qua cái vạch đi bộ này các anh chị. Cái đường ngay cái ngã tư này giờ cao điểm cũng kẹt xe cũng dữ lắm các anh chị. Đó, ngay cái góc này là bán cây kiểng, rồi bán mấy cái giống cây đó các anh chị. Đó, bên kia là một cái bến xe Chợ Lớn đó các anh chị. Ngày nay thì các anh chị thấy là rào lại rồi, chứ ngày trước là không có rào. Đó, ngày nay thì các anh chị thấy là rào, hàng rào. Ngày trước là không có các anh chị. Đó, chúng ta đang đi ở trên cái đường Trang Tử. Các anh chị thấy là bên tay phải nè, ở những cái tiệm bán bao bì, rồi bán vỏ sách, bao ni lông rất là nhiều các anh chị. Có một cái tiệm tạp hóa, đặc biệt là những cái vỏ sách đó các anh chị. Những cái vỏ sách nhiều màu đó các anh chị. Cái vỏ này gọi là cái vỏ gì mình không biết. Vỏ này thì rất là lâu rồi các anh chị. Đó, bán rồi bán mấy cái dây ni lông rất là nhiều. Rồi bán mấy cái bao bố, mấy cái bao mà đựng gạo đồ đó các anh chị. Đó, trước màn hình các anh chị là cái đường Phú Hữu. Đó, đường Phú Hữu đi thẳng ra đó là ra ngay cái đường Hồng Bàng. Còn nếu đi thẳng qua cái đường ngã tư đường Hồng Bàng thì chúng ta sẽ ra cái đường Tạ Uyên. Con đường Tôn Thọ Tường ngày xưa đó các anh chị. Và ngay cái đây là bên hông cái phía sau, chứ không phải bên hông các anh chị, phía sau cái bến xe Chợ Lớn. Phía sau bến xe Chợ Lớn đường Trang Tử. Ở ngay chỗ này là hình thành một cái chợ. Cái chợ cũng rất là lâu rồi các anh chị. Ngay chỗ này là hiện nay là bán trái cây. Ở đây là ngay cái cửa sau bến xe Chợ Lớn. Hiện nay là đổi tên là thêm chữ bến xe buýt Chợ Lớn các anh chị. Đó, đang xe đang đi vào bến. Ngày xưa là bến xe Chợ Lớn, nay thêm chữ là bến xe buýt. Bớt. Cái chợ ngay chỗ này là các anh chị thấy là hình thành cũng khá là lâu rồi các anh chị. Cái chợ cá ngay chỗ này, ngay cái chỗ này chợ cá Trần Chánh Chiếu thì cũng đã ngừng lâu rồi các anh chị, ngừng lâu lắm rồi. Giờ về cái chợ Bình Điền. Dạ rồi, chắc chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong cái bến xe Chợ Lớn nha các anh chị. Đó, bến xe Chợ Lớn các anh chị thấy là ngày nay, ngày ấy và bây giờ các anh chị thấy là có thay đổi gì không? Ngay cái góc này là ngay cái bãi giữ xe. Bãi giữ xe các anh chị. Đó, ngày trước là đi xe đò. Mình là có rất là nhiều cái kỷ niệm ở cái bến xe Chợ Lớn này các anh chị. Ngày trước là mình ở Đức Hòa. Đó, hồi nhỏ là ở dưới Đức Hòa Long An, Đức Hòa Đức Huệ Long An đó các anh chị. Đó, ngay đây là những cái ghế, băng ghế mà để cho bà con người dân đi xe ngồi chờ đó các anh chị. Bến xe đò ngày trước thì có nhiều cái tuyến xe các anh chị. Ở trên chiếc xe đò là có để là đi đâu. Ngày trước mình nhớ là có đi Củ Chi, Hóc Môn, Trảng Bàn, rồi Dầu, Tây Ninh, Đức Hòa, Đức Huệ, Hiệp Hòa, Bến Lức, Long An, các anh chị, Mỹ Tho. Đó, đi một số cái tỉnh lân cận,
Long An, Tiền Giang, Mỹ Tho. Đó, ngày trước còn ngày nay thì chủ yếu là đi ở trong nội thành các anh chị. Đó, Củ Chi, Hóc Môn và một số cái cũng là một số cái tỉnh ở lân cận. Ngày trước đi rồi nhét là kín cái chiếc xe đò hết các anh chị, kín hết. Chỗ nào hết chỗ ngồi thôi là bên xe mới chạy. Gà vịt đồ đem lên luôn. Còn ngày nay là xe buýt thì các anh chị thấy là rất là sạch sẽ các anh chị. Là ghế bao nhiêu là ngồi bấy nhiêu, ngồi dư là sẽ bị phạt. Đó, giờ ngày nay là xe buýt các anh chị thấy là đẩy số. Đẩy số là biết đi cái tuyến nào các anh chị, mình ít đi xe buýt nên cũng không có biết. Đó, trước màn hình các anh chị, đây là toàn cảnh bên trong cái bến xe Chợ Lớn ngày nay. Đó, các anh chị thấy là hai bên là những cái dãy xe buýt các anh chị. Ngày xưa gọi là xe đò. Đó, các anh chị, ngày trước các anh chị thấy là cái khu vực bến xe rất là đông, rất là nhộn nhịp các anh chị. Ngày nay thì các anh chị thấy vắng. Đó, xe mà xe đò là các anh chị thấy là ở trên mui là chắc đầy hết hàng hóa. Rồi xe đạp, rồi gà, vịt đồ chắc đầy ở trên cái mui các anh chị. Ngày nay thì là không được. Đó, đây là ngay cái nhà chờ. Đó, bà con người dân đi bến xe đó ra đây ngồi chờ các anh chị. Đã đến cái tuyến xe nào thì mình lên. Còn đây là ngay cái cổng ra ngay cái đường Lê Quang Sung các anh chị. Con đường Trương Tấn Bủ ngày xưa. Đó, hiện tại thì các anh chị thấy là bà con người dân đó đang chờ, đó đang ngồi chờ xe. Ở bên trong rất là đông luôn các anh chị, rất là đông. Dạ, chào anh, dạ. Rất là đông luôn các anh chị. Mà không bằng ngày trước phải nói là bến xe đò, bến xe Chợ Lớn này rất là đông, rất là nhộn nhịp các anh chị. Rồi mình sẽ di chuyển ra ngay cái cửa này. Có hai cái nhà, hiện nay là có hai nhà xe các anh chị. Nhà xe bên đây là chủ yếu là đi nội thành, ngoại thành. Còn nhà xe ở trên kia hiện nay là đi Đức Hòa, Đức Huệ, Long An, Hữu Nghĩa, rồi Bến Lức các anh chị. Đó, ngay đây là có bà con người dân người ta bán. Đây có gỏi cuốn nè. Ở trước màn hình các anh chị, bên kia là đường Chu Văn An. Đi ra là ra ngay cái ngã tư đường Thấp 10 đó các anh chị. Chắc mình sẽ đi qua bên kia đường. Đó, bên đây là cũng có một cái nét rất là độc đáo luôn các anh chị. Đó, các anh chị thấy những cái chiếc xe bán trầu cao mới xuất hiện cũng được vài năm nay các anh chị. Còn bán trầu cao thì bán đã có lâu rồi. Nhưng những cái chiếc xe này thì mới xuất hiện được 2-3 năm nay. Đó, đây là quán chầu cao cô Thủy. Đó, các anh chị thấy là những cái chầu cao nè. Dưới đây là có quán chờ bán voi đó các anh chị. Voi ăn chầu đó. Rồi thuốc rê. Đó, thuốc rê ăn chầu. Đó, dưới đây là cao phơi khô. Đó, các anh chị thấy là trang trí những cái chầu cao mà lễ cưới hỏi đó các anh chị. Ở trên cái trái chầu cao là có dán cái chữ phúc. Quán chầu cao 8 cao. Đó, các anh chị thấy là những cái trang trí rất là đẹp các anh chị. Ngay đây thì đó, rất là đẹp luôn. Các anh chị thấy dán mấy cái chữ phúc, chữ hoa, chữ tàu đó. Và ngay đây là được xem là cái phố cưới hỏi chầu cao các anh chị. Đó, ở trên đây là mình thấy là có một cái bảng nè. Các anh chị thấy là để cái bảng là để là phố cưới hỏi chầu cao. Đó, phố cưới hỏi chầu cao các anh chị. Một cái nét cũng độc đáo ở ngay cái khu vực bến xe Chợ Lớn này. Bên trong là những cái cửa hàng, những cái tiệm bán hoa giả các anh chị, bán hoa vải, hoa giả. Ở ngay chỗ này đi dài dài ở trên cái đường này
Các anh chị thấy là xuất hiện rất là nhiều cái tủ bán trầu cao, các anh chị bán rất là nhiều, chủ yếu là phục vụ cho cái lễ cưới hỏi đó các anh chị. Ở trong đây có lá trầu nè, có voi luôn nè. Đó, ngày xưa là các ngoại các má ăn trầu cao, bên trong là những cái hộp trà nó dành cho cái lễ cưới hỏi. Khúc trên này cũng có dài dài trên đây rất là nhiều. Đó, lá trầu quá trời luôn các anh chị. Có những cái bó trầu cao, những cái hộp trà, đó, trà lễ cưới hỏi. Đó, rất là nhiều cái xe bán trầu cao ở trên cái đoạn đường này các anh chị. Và bên kia đường tiếp tục là cái bến xe Chợ Lớn. Đó, cái nhà xe bên kia là đi những cái tỉnh lân cận các anh chị, như là đi Mỹ Tho, Tiền Giang, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An, Bến Lức. Đó, nhà xe bên kia các anh chị, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An là theo mình cập nhật những cái tài liệu ở trên mạng các anh chị, và người lớn nói lại các anh chị là cái Đức Hòa, Đức Huệ ngày xưa cũng là thuộc cái khu vực Chợ Lớn. Chợ Lớn ngày xưa các anh chị, sau này mới tách ra Long An. Đó, chỗ này là cái xe bán hủ tiếu, bò kho, bánh mì. Đó, dài dài ở trên đây là các anh chị thấy là xe bán trầu cao rất là nhiều. Ngay cái phố bán trầu cao mà các anh chị, một cái nét đặc sắc ở khu vực Chợ Lớn, mà hình như là chỉ có ở ngay cái khu vực Chợ Lớn này bán thôi các anh chị. Đó, rất là đẹp luôn, những cái nhánh cầu trầu cao trang trí rất là đẹp. Ở bên trong nữa các anh chị, ở bên trong cái cửa hàng này bán mấy cái hộp trà quá trời luôn. Đó, người ta trang trí sẵn, người ta gói sẵn đó các anh chị, mình đến mình thấy đẹp mình mua. Đó, chủ yếu là phục vụ cho cái lễ cưới hỏi. Đó, tiếp tục nữa nè, quá trời luôn. Ở trên ngay cái xe, ngay cái tủ là bán thuốc rê các anh chị. Thuốc rê để ăn trầu hoặc là hút thuốc. Đó, các ngoại các má ngày xưa chuyên gia là hút thuốc rê hoặc là ăn trà ăn trầu các anh chị. Ngày nay thì mình thấy ít. Ở ngay đây là các anh chị thấy rõ nè. Bến xe buýt Chợ Lớn. Bên cái nhà xe này mình thấy xe buýt thì ít hơn cái nhà xe bên kia. Rồi bến xe Chợ Lớn các anh chị thấy ngày nay là đã rào lại hết rồi, chứ ngày trước là không có hàng rào này các anh chị. Ngày trước là không có. Đó, một cái kỷ niệm rất là đẹp ở cái tuổi thơ của mình ngày nhỏ các anh chị. Ở ngày nhỏ, hồi nhỏ là dưới quê, ở dưới Đức Hòa, Long An đó. Một năm lên đây cũng hai lần, nghỉ hè, nghỉ học với các anh chị nghỉ hè. Rồi Tết là lên đây chơi, lên nhà cô chơi các anh chị. Cho nên là cái bến xe này cũng gắn liền với cái tuổi thơ hồi nhỏ của mình. Cũng rất là nhiều kỷ niệm. Bên tay trái màn hình các anh chị, đây là cái đường Nguyễn Hữu Thuận. Ở ngay đây cũng có một cái xe bán trầu cao. Ở đây là cái đường Nguyễn Hữu Thuận, đi thẳng ra là ra ngay cái chợ Bình Tây các anh chị. Chợ Bình Tây thì cách đây khoảng 10 ngày là mình có quay cái chợ Bình Tây rồi, nên mình không có đi vào cái khu vực chợ Bình Tây nữa. Quý cô chú anh chị và các bạn mà nếu mà có muốn xem cái chợ Bình Tây, vào kênh xem giúp mình. Ngay cái đường Nguyễn Hữu Thuận này hai bên là đa số là bán phụ kiện thời trang các anh chị, bán sỉ rất là nhiều. Mình sẽ đi qua đường đó, đi thẳng ra là ngay cái cổng chính chợ Bình Tây luôn đó các anh chị. Đó, cách đây cũng mình nhớ là cũng như hơn 10 ngày đó các anh chị, mình có quay ngay cái chợ Bình Tây, vào bên trong chợ quay luôn. Chợ Bình Tây là hiện nay là cũng đóng cửa sạp, bỏ sạp, tiểu thương bỏ sạp nhiều lắm các anh chị. Ở trên đây có để cái bảng tên đường Nguyễn Hữu Thuận. Đó, bán mấy cái phụ kiện thời trang đó các anh chị.
mình thấy là có mấy cái kẹp tóc quá trời luôn. Đó, đây là ngay cái cổng đi vào cái bến xe buýt Chợ Lớn. Bến xe buýt Chợ Lớn. Đó. Rất là nhiều cái kỷ niệm ở ngay cái bến xe này. Các anh chị, bến xe này là có rất là lâu rồi. Bến xe huyền thoại ở khu vực Chợ Lớn đó các anh chị. Có trước năm 75 rồi. Của ngày xưa cái khu vực này rất là nhộn nhịp. Bà con người dân ở các tỉnh, đặc biệt là ở các tỉnh lân cận, các anh chị, Long An, Đức Hòa, Long An, Hữu Nghĩa đâu đó, đem gia súc, gia cầm đem lên đây bán, hoặc lên đây để vào cái chợ Bình Tây này mua đồ các anh chị. Rất là đông, rất là nhộn nhịp. Đó, các anh chị thấy là bán mấy cái đồ kẹp tóc. Còn khúc ở trên đây thì bán đồ gia dụng, bán đồ nhựa. Và chúng ta đang đi là trên cái đường Lê Quang Sung các anh chị. Ở bên tay phải màn hình các anh chị là đường Nguyễn Thị Nhỏ, con đường Dương Công Trừng ngày xưa đó các anh chị. Đó, các anh chị thấy là buôn bán ra ngay cái vỉa hè luôn. Mình quay là xin phép là mình đi ở ngay ở dưới cái lòng đường luôn các anh chị. Vỉa hè các anh chị thấy là hết chỗ đi rồi. Vào Chợ Lớn các anh chị thấy là buôn bán rất là nhiều, tấp nập. Ở bên đây thì bán mấy cái đồ ni nóc, ghế gì đó rất là nhiều. Cái hướng đường Lê Quang Sung này, con đường Trương Tấn Bủ ngày xưa, đi thẳng ra là sẽ ra ngay cái cầu cây gõ ngày xưa các anh chị. Cầu cây gõ nay là hết, là dẹp rồi các anh chị, nó làm cái cống hộp rồi. Ra ngay cái che đường Minh Phụng, chợ cây gõ Minh Phụng đó các anh chị. Còn ngay cái đoạn này, ngay cái đoạn này các anh chị thấy là về đêm rất là nhộn nhịp, buôn bán thức ăn thức uống ở đây rất là nhiều các anh chị. Đặc biệt là ở bên tay phải bên kia đường bán rất là nhiều những cái món ăn vặt đường phố ở ngay cái khu vực này. Đó, ngay cái khu vực này là cũng là cái kỷ niệm xưa hồi nhỏ nè các anh chị. Mình đi lên cái bến xe Chợ Lớn nè, đứng ngay cái góc này đó để kêu xe xích lô chở vô nhà bà cô các anh chị. Đó, nguyên một cái dãy này là ngày xưa là xe xích lô nhiều lắm. Và trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái giao lộ đường Phạm Đình Hổ, con đường ngang là Phạm Đình Hổ các anh chị. Bên trái là sẽ ra đường Hậu Giang, còn bên phải là sẽ ra cái đường Hồng Bàng. Còn đi thẳng ra luôn là sẽ ra ngay cái cầu cây gõ đường Minh Phụng các anh chị. Dạ rồi, video đến đây cũng khá là dài rồi các anh chị. Mình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.